Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, kể từ tháng 3 năm 2020 này, ba con giáp có thần tài nâng gót, vận may tự tìm đến cửa, phát tài phát lộc. Do bước vào cát vận nên là ba con giáp dưới đây vào tháng 3 năm 2020 sẽ là cái thời điểm phát tài phát lộc, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Dậu. Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cái cơ hội thăng hoa. Đa số tuổi Dậu đều muốn xây dựng cuộc sống giàu sang, sung túc. Nếu như không thể thì ít nhất cũng có được cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu. Nhiều người tuổi Dậu có xuất thân khó khăn nên họ biết trân trọng cái giá trị lao động, nhờ vậy mà cuộc sống vào trung vận gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói thì trong năm Canh Tý 2020 này, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4 tới đây, tuổi Dậu sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi sự nghiệp, giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ. Từ giữa năm trở đi thì chỉ giàu và giàu hơn nữa. Thứ hai đấy là tuổi Ngọ. Theo tử vi phương Đông, tuổi Ngọ càng về cuối tháng càng dễ phát tài. Vốn dĩ tài vận trong tháng của con giáp này khá lý tưởng rồi, nhưng tài lộc trong tháng vẫn không ngừng tăng tiến, đỉnh điểm là cuối tháng. Con giáp này còn được lộc trời ban, bán mệnh vất vả ngược xuôi vì công việc chứ chẳng hề ngồi mát ăn bát vàng đâu. Con giáp này đam mê và chạy theo đam mê, có thể mới chống đỡ được trước những cái cám dỗ của cuộc sống mà không bỏ cuộc khi có nhiều khó khăn trở ngại đang ở trước mắt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bạn gặp may mắn hết lần này tới lần khác mà không hay biết bạn cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được thành quả như ngày hôm nay. Lời khuyên đến người tuổi Ngọ đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn thêm quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Trái ngọt sẽ có sau bao ngày vun trồng, bán mệnh. Hãy ghi nhớ điều này trong lòng. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, thông minh, biết người, biết ta, nên được mọi người xung quanh yêu quý hết mực. Tuổi Mùi có thể không quá tài năng, giỏi giang, nhưng họ lại được quý nhân bên cạnh phù trợ. Cuộc sống khó khăn cách nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Mùi thường vất vả vào giai đoạn trung vận, nhưng sau đó được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trong cái năm Canh Tý 2020 này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều có cải thiện bất ngờ. Đặc biệt là tháng 3, tháng 4 này, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần, vì có thần tài và quý nhân chiếu cố, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống nhận được nhiều điều tích cực, giúp tuổi Mùi ngày càng lạc quan vui vẻ, thỏa sức sáng tạo, từ đó có khả năng xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp có thần tài nâng gót, vận may tự tìm đến cửa, phát tài phát lộc kể từ tháng 3 năm 2020 này trở đi. Và qua cái video này các bạn cũng đã biết được các bạn có nằm trong số ba con giáp này hay không, và xin được chúc mừng ba con giáp này, chúc các bạn có một tháng 3 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.